Đêm nay ăn gì? Đêm nay ăn bạch tuộc sốt cay và chả cá mua ở cửa hàng tiện lợi. Tuyệt vời ông mặt trời, mấy hôm trước mình đi siêu thị Hàn Quốc ém bao nhiêu là đồ vì mình biết tới đêm kiểu gì chả đói dù ban ngày hô quyết tâm rõ to thật là giả trân mà. Mấy cái đồ này người ta ghi trên bao bì chỉ cần quay lò vi sóng là ăn được, khỏi cần dã đông luôn. Bạch tuộc thì tầm 3 phút còn chả cá thì tầm phút phút rưỡi, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Giờ thì chuẩn bị tất cả các dụng cụ ăn uống ở trên giường thôi. Lấy thêm bộ thìa dĩa phô mai siêu cute. Ăn thử cái chả cá trước nè. Này tự dưng nhớ hồi xưa coi Vườn Sao Băng nhìn Gojun Pio ăn chả cá lề đường thôi mà mình thèm dã man. Cái xiên que này thì mình mua hơi đắt, 25.000 một que, nhưng mà thôi thì người ta làm miếng dày nên cắn cũng đã lắm. Mê quá, một mình phải làm được 4-5 que. Thôi thôi gác lại cái sự nghiệp chả cá lớn lao thì mình sẽ chuyển qua làm bát cơm cho nó chắc dạ. Bát cơm nóng hôi hổi và đĩa bạch tuộc cay, sau đó trộn đều lên. Nhìn thế này nó có nhức cái nách không cơ chứ, nhức toàn thân luôn ý. Trong này thì sẽ có bạch tuộc xào với khoai thì phải. Bạch tuộc đông lạnh nên cũng không mong chờ gì nhiều, với lại nó cũng ít nên chưa kịp dính răng luôn. Cái vị thì mặn mặn ngọt ngọt và đặc biệt là cay xè. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.